Chào mừng các bạn đến với kênh Tuyêu Nghề. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn tự tay lắp được một cái mạch mà tôi nghĩ nó có thể ứng dụng rộng rãi trong cái khâu làm việc của chúng ta trong các xí nghiệp phân xưởng. Cái mạch nó sẽ là đóng mở van khí nén sử dụng bằng hai con cảm biến mà tiệm cận. Đây là con cảm biến tiệm cận BNB và nó là NO là thường mở. Thì nó sẽ có hai đầu dây và nó sẽ có một con cảm biến tiệm cận nữa như BNB luôn, nhưng mà nó là NC là thường đóng. Thì tức là nó sẽ có hai cảm biến, một con cảm biến là thường mở và một con cảm biến thường đóng. Con cảm biến thường mở là sao, là khi mà chúng ta đã cấp nguồn đầy đủ thì chúng ta có một vật cản trước cái đầu nó thì nó sẽ thường mở, sẽ thành thường đóng lại. Đó, thì nó là như vậy. Còn nếu mà con cảm biến tiệm cận mà nó thường đóng á, thì khi mà có cái vật cản trước cái đầu dò của nó thì nó sẽ trở thành thường mở. Thì mình sẽ mua cái con loại cảm biến đó, một con loại cảm biến là thường mở là như tôi đang cầm trên tay. Còn con cảm biến tiệm cận thường đóng thì do ở đây tôi không có, cho nên tôi mượn tiếp điểm của nút nhấn ốp là thường đóng đó, mượn tiếp điểm nút nhấn ốp thường đóng đó, để khi mà tôi giả sử như tôi tác động vô thì nó sẽ mở ra. Thì cũng là con cảm biến thôi, nhưng mà tại không có con cảm biến ở đây, chỉ có con cảm biến thường mở thôi. Còn con cảm biến thường đóng thì tôi không có, cho nên tôi mượn cái công tắc này thường đóng này để làm con cảm biến là thường đóng. Khi có điện vào nó sẽ mở, thì lúc này tôi sẽ lấy tay tôi kích cho nó mở. Thì nó cũng nguyên lý hoạt động cũng giống con cảm biến này thôi. Và cái mạch này tôi cũng nói thì các bạn chắc cũng mơ hồ. Tôi cũng sẽ có một cái đơn giản trong một cái cách vẽ theo suy nghĩ của tôi. Thì ở đây giống như là cũng xuất phát từ một bạn hỏi mình cái mạch này để cho ấy vận dụng trong cái cửa mà khi băng tải nó chuyển hàng ra như một cái thùng giấy cạc tông đựng đồ bánh ngọt gì đó, bánh trái gì trong thùng, thì cái cửa của chúng ta nó chỉ vuông vức như thế này thôi. Nó cái cửa mà để đi ra ngoài cho xuất hàng cho container rồi đó, hoặc là chắc hàng lên xe tải đó, thay vì những cái chỗ này nó đều là bít bùng hết, nó chỉ mở cánh cửa của chỗ này thôi, nó chỉ mở cánh cửa mà cái hình vuông này thôi, thì chỉ mở ra vừa để cho một cái băng chuyền nó chạy một cái thùng giấy đựa chứa bánh kẹo hay gì đó để đem ra ngoài ở trong phân xưởng, để cho đem ra ngoài để chất lên xe tải. Thì khi mà cái yêu cầu của cái mạch này á, khi mà chúng ta đặt cái thùng bánh lên, giả sử như thùng bánh của kẹo đi, giả sử chúng ta đặt cái thùng bánh kẹo lên trên này, lên trên băng chuyền này, thì con cảm biến tiệm cận thường mở ở đây nó sẽ nhận tín hiệu, tại vì cái thùng nó đi qua cái thùng á, nó chạy đi qua băng chuyền là nó chạy đến cái đầu dò của con cảm biến tiệm cận thường mở á, thì lúc đó nó sẽ kích tín hiệu, nó sẽ mở cái ben, kích tín hiệu cái ben nó sẽ mở lên, tức là tự cửa nó nằm đây sát ở đây là sát băng chuyền nè, nó sẽ mở lên, mở từ từ lên, nó sẽ mở lên để cho cái thùng chúng ta chạy đi ra ngoài, chạy ra ngoài theo băng chuyền, chạy ra ngoài mà chạy ra ngoài đến hút cái cửa, thì nó sẽ ở đây nó sẽ gặp một con cảm biến gắn ở ngoài cửa này, một con cảm biến là tiệm cận nhưng mà nó là NC là thường đóng. Thì khi đó nó sẽ tác động, nó sẽ thành thường mở, thì nó sẽ kích cho con này, sẽ kích cho piston, nó sẽ tự động nó đóng cửa lại luôn, chứ không phải là chứ không có cần mà chúng ta phải lợi tác động ta đóng cửa. Tức là mỗi lần nó làm vậy là đóng lên mở xuống, đóng lên mở xuống. Tại vì nhiều khi cái nhu cầu của người ta không phải là để cái thùng này để nhiều lần nó không thể là không phải để lần, nhiều khi lâu lâu ta để thùng lên để ta đi ra ngoài để cho nó chạy ra ngoài để người ta chất lên, thì cho nên người ta cần cái vấn đề mà đóng mở lên. Thì khi nào mà có đặt cái thùng giấy lên đến cái con cảm biến đầu tiên thì nó tác động, nó làm mở cửa ra, nó làm đẩy cửa lên, giống như là cửa cuốn mình lên xuống vậy đó, đẩy lên đến khi mà cái thùng đó đi qua hút cái cửa rồi nó tác động một cái con cảm biến tiệm cận mà thường đóng, thì nó sẽ kích cho cái ben này, nó sẽ làm mất điện cái ben này, và cái ben này nó sẽ đóng cửa xuống, đóng sát xuống như băng chuyền ta, thì sẽ không có đồ gì để ra ngoài đó.
Thì cái nguyên lý của cái mạch mà tôi đang hướng dẫn là nó sẽ như vậy. Và tôi sẽ ngoài đó tôi cũng có một cái sơ đồ phác thảo cho các bạn theo dõi cho nó rõ. Thì ở đây mình sử dụng công tắc là ba vị trí. Công tắc ba vị trí vừa bật bằng tay, nếu mà các bạn muốn tự động sử dụng bên cảm biến thì bạn bật qua vị trí 1 3. Còn nếu mà các bạn muốn sử dụng bằng tay, khi mà bật qua cái thì ben nó mở lên liền á, thì là sử dụng gạt qua công tắc vị trí qua 1 2 thì nó sẽ bằng tay. Nói chung là cái này là bằng bằng men vào tu đó, tay tự động đó. Thì khi mà cái nguyên lý làm việc như thế này, khi chúng ta cấp lửa lửa vào tới bên công tắc ba vị trí á, khi cấp lửa vào đây thì khi chúng ta gạt công tắc về vị trí số 2 là do cảm biến nè. Ở đây có NO, NC, thì NO là cảm biến thường mở, NC là cảm biến thường đóng. Khi có điện thì cảm biến thường mở nó sẽ trở thành thường đóng, và khi có điện cảm biến thường đóng nó trở thành thường mở, nó chỉ trái ngược nhau vậy thôi đó. Khi chúng ta gạt điện qua cái vị trí số 2 thì khi đó điện nó được cấp qua cái con cảm biến thường đóng này, nó sẽ đi qua tới tới thường mở của R1 đó. Thì đồng thời điện nó cũng cấp được một đầu dây của NO, con cảm biến thường mở này. Thì khi mà có một cái thùng giấy nó đi che tới cái con mắt của cảm biến thường mở này là NO, nó sẽ xuất tín hiệu qua qua bên cái cuộn dây của R1, và đồng thời cũng xuất tín hiệu vô cái van điện từ để cho nó điều khiển cái xi lanh của mình. Xi lanh mình đẩy lên đẩy xuống đó để điều khiển, thì lúc đó là xi lanh mình nó sẽ mở lên, mở ra đến khi mà cái thùng giấy nó đi lại cái con cảm biến NC này, nó kích cảm biến NC nó phát hiện, thì lúc này nó cảm biến NC này nó không xuất tín hiệu ra đây, tại nó là thường đóng mà. Khi mà nó tích tín hiệu thì nó sẽ thành thường mở, nó thì nó sẽ không có sức tín hiệu để duy trì cho cái cuộn dây của R1 này. Thì lúc này cái van điện tử chúng ta cũng đồng nghĩa là nó mất điện. Nó mất điện thì cái xi lanh của chúng ta sẽ tự động đóng cửa xuống đó. Vấn đề nó là vậy, làm việc đó bên chế độ tự động là vậy. Còn khi mà chúng ta gạt vị trí bên tiếp điểm 1 3 thì điện nó sẽ được cấp vào một cái cuộn dây của rời ly kiến 2, và đồng thời mình sẽ từ đây mình sẽ lấy vào một cái thường mở của rời ly kiến 2 và cấp vào cho van điện từ cũng như là R1 luôn, tại vì mình không cần thiết phải 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 cấp cho một cái van không, mình sẽ đi vào thẳng vào chân số 13 của R1 luôn đó. Thì khi đó R2 chỗ thường đóng này nè, mình sẽ nó bị hở ra thì nó không có điện để trả vô cho nguyên bộ con cảm biến này hoạt động, thì không có điện để cấp vào đó nữa. Và giả sử là có điện trả vô thì nó cũng không ảnh hưởng gì, thấy không? Cho nên mình để an toàn, mình sẽ khóa chéo cái là mình mở cái này ra khi mà qua tay á, khi tay thì rồi lấy kiến 2 nó có điện, thì đồng thời thường mở trở thành thường đóng, nó cấp điện lên đây để cấp cho van điện từ mở ra liền. Khi chúng ta mở bằng tay nha, mở ra liền chứ không cần qua cảm biến gì hết á. Đó, và đồng thời thường đóng ở đây trở thành thường mở, nó sẽ ngắt cái mạch điện không có cho vô những cái bộ phận phía trước đó nữa. Thì mạch là vậy, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn trực tiếp cho cái mạch này ha. Và mình sẽ thử thử cái ben cho bạn, xi lanh cho bạn xem luôn. Rồi mình sẽ làm cho bạn như sau. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ có điện vào công tắc ba vị trí ha. Thì do ở đây không có thời gian thôi, bỏ cái này cũng đi, khỏi cần cái simi đó. Nếu bạn nữa mà làm an toàn bạn đóng CP thì bạn nên gắn thêm cái đó, còn này để tôi làm nhanh thì khỏi đi ha. Rồi bây giờ mình sẽ lắp ở cái vị trí tự động trước ha. Thì nguồn lửa vô vị trí số 1 của công tắc ba vị trí, rồi bên đây số 2 mình sẽ cấp vào một dây vô cảm biến thường mở và ba dây vô cảm biến của thường đóng. Không, thì đây tôi có 2 dây cấp vô đây, một dây vô cảm biến của thường mở nè, vô mình cho một bên, bên nào thì bằng tay đó, bên nào tự động thì mình ăn thua mình cho thôi đó, mình sẽ cấp vào đây.
Đó, đồng thời cấp vào một cái đầu con cảm biến thường đóng nữa, tại do tôi không có cảm biến thường đóng nên tôi sẽ mượn cái tiếp điểm thường đóng này để tôi làm con cảm biến. Như giả sử thì nguyên lý làm việc nó cũng vậy thôi. Đó, mình cấp vô một bên rồi đó. Rồi. Mình đang gạt cái chế độ tự động ha. Rồi. Một bên còn lại dây còn lại của cảm biến thường mở NO đó, mình sẽ đi vào thường đóng của rờ lây kiến 2, đi vào tiêu điểm thường đóng của rờ lây kiến 2. Không? Đây đây là cảm biến NO, mình sẽ đi vào thường đóng của rờ lây kiến 2. Rồi dây nó ngắn quá. Nhớ là thường đóng rồi lấy kiến hai nha các bạn. Đó, thường đóng rồi lấy kiến hai. Đây vô thường đóng rồi lấy kiến hai đây. Rồi tới đây nè, thấy không? Rồi. Bây giờ tới một đầu của cảm biến thường đóng nội xoay đó, mình sẽ vô thường mở của rồi lấy kiến 1. Một đầu thường mở điểm 1. Thì nãy đây là một bên thường đóng rồi nè, giờ tôi sẽ lấy bên đây nội vô thường mở của rồi điểm 1. Đó, ta sẽ vô thường mở rồi điểm 1, một đầu, một bên thường mở rồi điểm 1. Rồi. Bên đầu còn lại thường mở rồi lấy kiến 1, chúng ta sẽ vô chân đầu tiên nơi mà của con cảm biến này đi vô á, là chúng ta sẽ đi vô vô chân thường đóng, một đầu của thường đóng rồi lấy kiến 2 luôn. Bên đầu bên đây thường mở nè. Vào đầu thường đóng. Nơi nãy mình gắn vô đó. Gắn vậy. Rồi tiếp theo. Bên bên đây thường đóng, mình sẽ vào chân số 13 của rờ lây kiến 1 và đồng thời vào một đầu dây của van điện từ luôn ha. Rồi bên đây cũng thường đóng nè. Rồi chân số 13 của rờ lây kiến 1. Chân số 13 của rờ kiến 1. Và đồng thời cho vào một dây của van điện từ ha. Cái này là cái ITAC. Cái mã của nó là model của nó là 4V210 là 0808, tức là cái lỗ răng của nó. Lỗ răng nó là 08. Sử dụng cho ống phi 08 ha. Sẽ vào một đầu. Rồi như vậy là chúng ta đã làm xong, cái vế ở đây, vế đây hết rồi đó. Tới giờ chúng ta sẽ chuyển sang một ba. Giờ từ số 3 của công tác hành trình đó, ủa không phải, của xin lỗi bạn, của công tác gạt báo chí đó, từ số 3 chúng ta sẽ đưa vào
cái chương số 13 của Gợi ý kiến 2. Đồng thời từ đây ta sẽ đưa vào thường mở của Gợi ý kiến 2 luôn. Thấy không? Đây là bên đây sẽ đưa vào thường mở. Sẽ đưa vào cuộn dây của Gợi ý kiến 2. Chương số 13 Gợi ý kiến 2. Và đồng thời đưa lên thường mở Gợi ý kiến 2 luôn. Từ đó chúng ta đưa vào thường mở cái điểm 2 luôn. Vậy là chúng ta sẽ đưa một dây vô chân số 13 nè, và đồng thời đưa vô một chân nữa vô thường mở cái điểm 2 nè. Rồi bên đầu kia còn lại của thường mở cái điểm 2 chúng ta đưa vào chân số 13 của cái điểm 1 luôn. Không nè, đây nè, ta đưa vào chân số 3 điểm 1 luôn. Thì đường mở nãy đây. Mình sẽ cắt dây đó. Đầu kia ta đưa vô chân số 13 rồi kiếm một luôn. Nào. Vậy là chúng ta đã mắc xong. Còn tất cả những cái đầu còn lại chân số 14 đó hiện ta đấu mát cầu mát chung nhau hết. Ta cầu nguội lại nhau hết. Số 14 nè. Của gậy kiếm 1 ta cầu qua chân số 14 của gậy lấy kiếm 2. Đây là mát nguội á ha. Này ta sẽ đưa ra nguồn. Và mát của còn một dây của van điện từ. Tám nấu lại nhau. Ta đưa ra nguồn. Dây mát là dây màu trắng. Và dây điều khiển lửa là dây màu đỏ cho bạn dễ theo dõi. Đây dây điều khiển lửa. Đó. Xong giờ để tôi gắn cái điện khí nén vào vào, gắn mấy ống này vào.
Thì để coi V vô A, V vô A là đóng xuống. Gắn ống vào để hồi xi lanh này nó đẩy ra. Đây là cái nguồn vào. Thì đây là cái bộ chỉnh hơi thôi, cái đồng hồ để cho báo là bao nhiêu ký hơi thôi. Bao nhiêu là mica 3. À, mà thường là sử dụng ben thì người ta chỉnh ấy từ thấp nhất là 4 ký. 4 ký thì nó mới tác động ben nó hiệu quả. Chứ thấp hơn nữa thì nó yếu. Không. Giờ để tôi mở hơi thử cho bạn xem ha. Đây là cảm biến từ mở, cảm biến này cảm biến trong, này cảm biến ngoài ha. Bạn thấy không ta? Rồi giờ tôi đã mở hơi đó, bây giờ tôi sẽ ghim điện vào. Lửa bên nguội. Không. Giờ tôi sẽ gặt vị trí bằng tay. Bằng tay cho nó kích mở bằng tay luôn ha, gặt vị trí bằng tay cho con xem. Thì đầu tiên là cửa cửa ben bê tông ta sẽ đẩy ra để nó đóng, để đóng trước, đóng xuống. Thì cái này đối với mạch này thì lúc nào khi nén ta phải cũng có để chúng ta đẩy cái ben này xuống ha, để nó đẩy cái bê tông này xuống nè, đẩy xuống đó. Giờ để mình kích tay một cái là cho nó mở ra. Tôi qua chế độ tay đó. Kích tay thì ben nó đóng lại, thấy không? Là nó mở lên á, nó mở cửa lên. Tôi gạt qua trí tay. Giờ gạt trở lại bình thường tắt thì ben nó mở ra. Để nó đóng cửa khi mà mình gấp quá mình không cần qua cảm biến. Mình mở cửa luôn, mở trực tiếp bằng tay. Thì mở thì ben nó mở lên. Ở xong thì mình tắt xuống. Đó thấy không? Còn khi mà chuyển qua. Rồi bây giờ khi tôi gạt qua vị trí tự động để sử dụng con cảm biến này ha. Để sử dụng cảm biến này thì xem nó như thế nào. Đó, thì trước tiên khi gạt qua vị trí tự động thì nó chưa có tác động. Thì khi chúng ta đặt một cái thùng xốp lên, đặt cái thùng xốp lên đây, nó sẽ cản con mắt của cảm biến này. Đó, thì cánh cửa chúng ta được mở lên, thấy không? Được mở lên, đồng thời băng tải nó chạy ra, chạy cái thùng nó ra. Thì nó không còn đá con cảm biến này nữa, nó sẽ không có tác động nữa. Đó. Đến khi mà ra hút cửa rồi thì nó sẽ cảm biến của con cảm biến thường đóng nữa. Nó sẽ kích thì nó sẽ thường đóng nữa thành thường mở. Thì nó kích cái thì cửa nó sẽ tự động đóng lại và buông ra luôn, là nó kết thúc một cái quá trình làm việc của nó. Đó, thấy không? Thì sửa làm lại nè. Bây giờ cái thùng giấy tôi chặn cái đầu con cảm biến lại nha. Thùng giấy cản. Đó. Cản thì nó mở cửa lên, đút đút piston lại thì nó sẽ mở cửa lên đến khi mà nó sẽ đến khi mà cái thùng nó chạy ra tới cảm biến ở ngoài, chạy ra ngoài đá cảm biến thường đóng ngoài tác động thì nó sẽ tự động đóng cửa lại. Đó, mạch của chúng ta là như vậy. Rồi thì qua bài này cũng
Rất vui khi được đem lại nhiều cái mạch để cho tất cả các bạn có thể sử dụng, xem nó có ứng dụng được cho chúng ta trong các khâu làm việc không. Nếu có ứng dụng được thì các bạn cứ lấy mà sử dụng để ứng dụng của nó trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Xin ân ái chào tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.